Những tiếng gầm gừ của cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông đang dồn dập đến gần khi lãnh thổ Israel và Liban rung chuyển trước làn sóng tấn công dữ dội từ đối phương trong tuần vừa qua. Cuộc ăn miếng trả miếng giữa các lực lượng vũ trang được dự đoán đang ngày càng có khả năng leo thang khi thế giới rúng động trước hàng loạt vụ ám sát các thủ lĩnh cấp cao của Hamas và Hezbollah trong tuần vừa qua. Đối mặt với những căng thẳng không thể kiểm soát sau các sự kiện ám sát gây sốc, Iran công khai tuyên chiến. Israel bước vào trạng thái cảnh giác cao độ khi đại kình địch Tehran giương cờ đỏ báo thù. Xung đột Đông Âu không chỉ đơn thuần dừng lại trong lãnh thổ Ukraine mà đang nhanh chóng leo thang ra ngoài biên giới. Lực lượng Wagner lừng lẫy một thời của Nga đang đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội tại lục địa đen châu Phi. Nga và Ukraine đã gấp rút hành động ra sao? Cựu Tổng thống Donald Trump và đối thủ Kamala Harris đang dần bước vào giai đoạn quyết định trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Ông Trump tiếp tục khuấy đảo các bang chiến lược, trong khi đó bà Harris cũng không kém phần quyết liệt khi đang xác định các bước đi quan trọng, chọn lựa cánh tay đắc lực để nghênh chiến với ông Trump. Tại châu Á, Mỹ tăng tốc nhân đôi sức mạnh của chiếc ô hạt nhân, không ngừng làm gia tăng sự lo ngại và áp lực đối với Trung Quốc và Triều Tiên. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới trong tuần, ngay sau đây. Quang Huy xin kính chào quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị, lòng chảo Trung Đông vào tuần vừa qua lại tiếp tục chứng kiến các diễn biến khốc liệt, được nhận xét là có nguy cơ khiến cho cuộc chiến này ngày càng lan rộng. Chỉ trong một ngày vào hôm 27 tháng 7, khu vực Trung Đông đã xảy ra xung đột đẫm máu giữa Israel và Liban, cũng như tại Gaza. Phát súng đầu tiên khởi đầu cho chuỗi sự kiện leo thang này là cuộc tấn công tên lửa vào một sân bóng đá ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, nằm ở biên giới giữa nhà nước Do Thái và Liban, Syria, gây ra một hậu quả tang thương khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng, đồng thời làm bị thương khoảng 20 người. Vụ việc này đe dọa leo thang căng thẳng vốn là nóng bỏng ở biên giới với Liban khi Israel cáo buộc Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, là bên thực hiện. Quân đội Israel cho biết tên lửa của vụ không kích mang đầu đạn nặng hơn bình thường và quy trách nhiệm cho Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cho phép quân đội đáp trả lực lượng được Iran hậu thuẫn này. Tuy nhiên, Hezbollah nói rằng họ không liên quan gì đến vụ tấn công. Tên lửa đã nhắm vào Mandan Sams, một thị trấn của người Druze gần Liban và Syria. Đây là một nhóm tên lửa trong một loạt khoảng 40 quả đạn mà quân đội Israel cho biết đã được bắn từ Liban vào Israel vào chiều ngày 27 tháng 7. Hezbollah đã nhận trách nhiệm thực hiện một số cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Israel vào ngày hôm đó. Các quan chức quốc phòng Israel đang họp khẩn ngay tối 27 tháng 7 để đánh giá tình hình. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhanh chóng bay về nước từ Washington. Israel đã từng đáp trả một vụ tấn công tương tự vào tháng 6 bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong Liban. Cùng ngày 27 tháng 7, một cuộc giao tranh đẫm máu cũng đã diễn ra tại Gaza khi Israel tấn công một cứ điểm của Hamas bên trong một trường học ở Deir al-Bala, miền trung dải đất. Cơ quan y tế Gaza cho biết trường học này chứa một bệnh viện dã chiến, khoảng 30 người đã thiệt mạng. Israel cũng đã giảm quy mô khu vực nhân đạo vào hôm 27 tháng 7, yêu cầu cư dân rời khỏi khu vực mà trước đó họ đã được chỉ định đến với lý do Hamas bắn tên lửa từ trong khu vực này. Các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza dự kiến sẽ tiếp tục vào tuần tới tại Rome với sự tham gia của các quan chức hàng đầu từ Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar. Theo các nhà chức trách y tế địa phương, hơn 39.000 người đã chết ở Gaza kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu, mặc dù con số này chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ. Sau các cuộc tấn công đầy chết chóc, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể can thiệp quân sự ở Israel để ủng hộ người Palestine, thông tin do đài RT đăng tải. Phát biểu tại cuộc họp ngày 28 tháng 7 của Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, chúng ta cần hành động mạnh mẽ để Israel không thể đối xử với Palestine như hiện nay. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thể can thiệp vào Israel tương tự những lần triển khai quân đến với các lãnh thổ khác trước đây. Chúng ta có thể hành động tương tự cách chúng ta đã can thiệp vào Karabakh hay Libya. Không gì là không thể, chúng ta buộc phải hành động quyết liệt, ông Erdogan nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến sự tham gia tích cực của Ankara vào cuộc nội chiến ở Libya, cũng như các hành động gần đây ở khu vực Karabakh của Azerbaijan. Baku,
quốc gia đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột và giành lại quyền kiểm soát ở khu vực ly khai đã nhận được sự hỗ trợ từ cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự tham gia trực tiếp có mục đích của quân đội Ankara vào các cuộc xung đột chưa từng được báo cáo trước đây. Mặc dù ông Erdogan từ lâu đã khẳng định mình ủng hộ quyền của người Palestine, nhưng ông vẫn tránh đe dọa can thiệp trực tiếp vào Israel. Những nhận xét trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban sau vụ tên lửa đánh trúng sân bóng ở cao nguyên Golan. Đáp trả Ankara, Ngoại trưởng Israel ông Israel Katz mới đây cũng đã cảnh báo rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể gặp kết cục tương tự cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, người đã bị lật đổ và xử án tử nếu ông cố gắng can thiệp vào cuộc chiến ở Gaza. Theo đó, Ngoại trưởng Israel Katz viết trên mạng xã hội X, ông Erdogan đang đi theo con đường của ông Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel. Ông ấy nên nhớ những gì đã xảy ra ở đó và kết cục như thế nào. Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid cũng đã lên án Tổng thống Erdogan, gọi ông là mối nguy hiểm cho Trung Đông và là kẻ theo đuổi tham vọng, độc tài. Thế giới, mà đặc biệt là các thành viên NATO, cần phải lên án mạnh mẽ những lời đe dọa vô lý của ông ấy đối với Israel và buộc nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng ủng hộ Hamas, ông Lapid viết trên X. Saddam Hussein bị lật đổ trong cuộc xâm lược Iraq do Mỹ dẫn đầu vào năm 2003. Ông ta đã lẩn trốn nhưng cuối cùng đã bị quân đội Mỹ bắt giữ, bị tòa án Iraq kết án về tội ác chống lại loài người và bị hành quyết bằng cách treo cổ vào năm 2006. Mỹ dưới thời cựu Tổng thống George Bush đã tuyên bố vào thời điểm đó rằng nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein có liên hệ với tổ chức cực đoan Al-Qaeda và có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cả hai tuyên bố sau đó đều không được xác minh, tuy nhiên Washington được cho là đã sử dụng chúng làm lý do để tấn công Iraq dù không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Khẩu chiến giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục leo thang khi Ankara vào hôm 29 tháng 7 khẳng định rằng tương tự như kết cục của cuộc diệt chủng mà Hitler gây ra, cuộc diệt chủng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng sẽ kết thúc như vậy. Trong tuyên bố mới này, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cũng giống như những kẻ giết người Đức Quốc xã, những người tìm cách tiêu diệt người Palestine cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhân loại sẽ sát cánh cùng người Palestine, họ sẽ không thể tiêu diệt được người Palestine. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành tiếng nói của lương tâm nhân loại. Những người tìm cách bịt miệng tiếng nói chính nghĩa này, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái trên thế giới, bao gồm cả Israel, đều đang trong tình trạng hoảng loạn. Lịch sử sẽ kết thúc theo cùng một cách đối với tất cả các thủ phạm diệt chủng và những người ủng hộ diệt chủng. Các tuyên bố này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Israel Katz nhận xét phỉ báng và xúc phạm nhắm vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trên mạng xã hội. Một số nước thành viên NATO bao gồm cả Mỹ tuần vừa qua đã đưa ra cảnh báo du lịch ở Liban, thúc giục công dân của họ ngay lập tức rời khỏi đất nước này khi cuộc chiến toàn diện giữa Israel và nhóm vũ trang thân Palestine Hezbollah đang có khả năng nổ ra. Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra một thông cáo du lịch vào hôm 27 tháng 7 kêu gọi người Mỹ cân nhắc việc đi du lịch đến Liban. Đại sứ quán tuyên bố môi trường an ninh vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cũng đã khuyến cáo không nên du lịch đến Liban do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch và các quốc gia không thuộc NATO, chẳng hạn như là Ireland và Úc cũng đưa ra các cảnh báo tương tự. IDF và Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc giao tranh kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Hezbollah liên tục bắn tên lửa và đạn cối vào các vị trí của Israel để bày tỏ đoàn kết với Hamas và người Palestine ở Gaza, khiến IDF phải trả đũa bằng pháo binh và các cuộc không kích. Để đối phó với cuộc tấn công hôm 27 tháng 7 ở cao nguyên Golan, Israel đã đe dọa sẽ tiến hành cuộc chiến toàn diện với Hezbollah. Ngoại trưởng Israel Katz nói rằng Hezbollah đã vượt qua tất cả các lằn ranh đỏ và sẽ đáp trả. Nội các an ninh Israel đã họp vào tối 28 tháng 7 và trao cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyền xác định thời gian và phạm vi thực hiện các chiến dịch quân sự tiếp theo. Trong khi đó, hôm 31 tháng 7, lực lượng Israel tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah trong cuộc không kích vào Liban để trả đũa cho một cuộc tấn công bằng tên lửa xuyên biên giới khiến 12 thanh niên thiệt mạng. Reuters ngày 31 tháng 7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết cuộc không kích đã giết chết Fuad Sur, người có bàn tay dính máu của nhiều công dân Israel. Tối nay, chúng tôi đã chứng minh rằng máu của người dân chúng tôi đổ ra thì phải có trả giá.
không có nơi nào ngoài tầm với của quân đội Israel. Một nguồn tin an ninh cấp cao từ một quốc gia khác trong khu vực xác nhận Shul đã tử vong do vết thương trong vụ tấn công. Quân đội Israel cho biết Shul là trợ lý quan trọng nhất của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, tư vấn cho ông về các hoạt động thời chiến và chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 27 tháng 7. Các nguồn tin y tế và an ninh cho biết cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut cũng khiến cho 3 thường dân thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Đài truyền hình Al-Manar của Liban trích dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết có 74 người bị thương cùng với 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công xung quanh hội đồng Shura của Hezbollah, một cơ quan ra quyết định tại khu phố Haaretz Hesh. Quân đội Israel cho biết rằng họ không ban hành bất kỳ chỉ thị mới nào về phòng thủ dân sự tại Israel, một dấu hiệu cho thấy chính quyền Tel Aviv không có kế hoạch tấn công thêm ngay lập tức. Kênh truyền hình 12 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Israel không muốn một cuộc giao tranh toàn diện. Truyền thông Israel cũng đưa tin tùy thuộc vào phản ứng của Hezbollah, quân đội xem đợt tấn công vừa qua vào Beirut là hồi kết cho phản ứng đối với cuộc tấn công ở cao nguyên Golan. Cùng lúc đó, Iran cũng đã lên án cuộc tấn công của Israel vào Beirut trong tuần vừa qua. Những quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại rằng cuộc tấn công có thể làm leo thang căng thẳng trên biên giới vốn đã bất ổn giữa Israel và Liban. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã gọi cuộc tấn công này là tàn ác và nói rằng việc này sẽ không ngăn được cuộc kháng chiến đáng tự hào của Liban trong việc tiếp tục hỗ trợ cho người Palestine bị áp bức và đứng lên chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Israel. Cùng lúc đó, phía ngôn Houthi ở Yemen cũng đã khẳng định cuộc không kích Beirut là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Liban. Houthi khẳng định, chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của người Do Thái nhắm vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Cuộc không kích đã được lên kế hoạch và cố tình nhắm mục tiêu trước vào dân thường cũng như các cơ sở dân sự, vi phạm tất cả các công ước quốc tế, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Liban và luật nhân đạo quốc tế. Thủ tướng tạm thời của Liban Najib Mikati đã lên án chiến dịch của Israel, mô tả đó là hành động tội phạm. Ngoại trưởng Liban Abdallah Bouhabib nói rằng chính phủ của ông lên án vụ việc và đã có lên kế hoạch nộp đơn khiếu nại của lên Liên Hiệp Quốc. Syria cũng đã đưa ra lời lên án ủng hộ tuyên bố của Hezbollah rằng Israel đã đứng sau cuộc tấn công chết người. Bộ Ngoại giao Syria nói cuộc tấn công của Israel rõ ràng là một sự vi phạm luật pháp quốc tế xảy ra 2 ngày sau tội ác ghê tởm của nước này ở cao nguyên Golan. Bộ Ngoại giao Nga cũng gọi cuộc tấn công của Israel vào Beirut là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, theo hãng thông tấn TASS của nhà nước Nga chia sẻ. Thưa quý vị, tất cả các diễn biến trên đã bị đẩy lên đỉnh điểm khi một sự kiện gây chấn động Trung Đông và thế giới nổ ra vào sáng 31 tháng 7. Theo lực lượng Hamas, thủ lĩnh chính trị của nhóm này là ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại Iran, một hành động mà lực lượng này mô tả là bước leo thang nghiêm trọng. Theo hãng tin Reuters, Hamas đã xác nhận cái chết của lãnh đạo Haniyeh vài giờ sau khi ông tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran mới đắc cử. Channel 12 của Israel dẫn nguồn tin Iran cho biết vụ ám sát ông Haniyeh được thực hiện bằng một quả tên lửa có độ chính xác cao. Quả tên lửa đã nhắm thẳng vào phòng ngủ của ông Haniyeh và vụ nổ đã đoạt mạng ông cùng với cận vệ canh gác trước cửa. Đài Al Arabiya của Ả Rập Saudi cũng đã công bố thông tin tương tự về vụ tấn công. Tin tức này được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy Hezbollah mà họ cho là đứng sau cuộc tấn công chết người ở cao nguyên Golan. Sami Abu Zuri, một quan chức cấp cao của Hamas, nói với Reuters, vụ ám sát này của Israel đối với anh em Haniyeh là một bước leo thang nghiêm trọng nhằm phá vỡ ý chí của Hamas. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà chúng tôi lựa chọn. Chúng tôi tin tưởng vào chiến thắng. Được biết, lãnh đạo Haniyeh là bộ mặt ngoại giao quốc tế của lực lượng Hamas sau khi lực lượng này tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao của Hamas vào năm 2017, ông Haniyeh vẫn thường xuyên di chuyển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và thủ đô Doha của Qatar, thoát khỏi lệnh hạn chế đi lại tại dải Gaza bị phong tỏa và hoạt động như là một nhà đàm phán trong các cuộc thương thảo với Iran, đồng minh của Hamas. Tin tức thủ lĩnh nổi tiếng của Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát đã gây sốc cho các nhà lãnh đạo thế giới. Một số đã bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc và chỉ trích kẻ đứng sau. Cùng theo dõi các phản ứng đáng chú ý của loạt quan chức ngay sau đây, quý vị nhé. Sau vụ việc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Botanov khẳng định đây là một vụ giết người chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ khiến căng thẳng leo thang hơn nữa. Mohammed Ali al-Houthi, người đứng đầu Ủy ban Cách mạng tối cao Houthi nói, nhắm mục tiêu vào Ismail Haniyeh là một tội ác khủng bố ghê tởm, vi phạm trắng trợn luật pháp và các giá trị lý tưởng.
Sami Abu Juri, một quan chức cấp cao của Hamas, tuyên bố vụ ám sát này là cuộc tấn công của Israel nhắm vào ông Haniyeh, là một sự leo thang nghiêm trọng nhằm phá vỡ ý chí của Hamas và ý chí của người dân chúng tôi. Chúng tôi khẳng định họ sẽ không đạt được mục tiêu này. Hamas là một tư tưởng và là một tổ chức, chứ không phải con người. Hamas sẽ tiếp tục trên con đường này bất chấp việc hy sinh, và chúng tôi tự tin sẽ giành chiến thắng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng rằng, chúng tôi gửi lời chia buồn đến người dân Palestine, những người đã phải hy sinh hàng trăm nghìn vì tử đạo như ông Haniyeh để sống trong hòa bình trên quê hương của họ, dưới mái nhà của chính đất nước họ. Một lần nữa, việc này cho thấy rằng chính phủ của ông Netanyahu không có ý định muốn có được hòa bình. Cuộc tấn công này cũng nhằm mục đích lan rộng cuộc chiến ở Gaza ở cấp độ khu vực. Nếu cộng đồng quốc tế không hành động để ngăn chặn Israel, khu vực của chúng ta sẽ phải đối mặt với những xung đột lớn hơn nữa. Arepan Uttarosin, chính trị gia Thái Lan kỳ cựu và là người từng tham gia đàm phán con tin Gaza nói, vụ ám sát rất nghiêm trọng vì nó xảy ra ở Iran. Việc này cho thấy rằng các đối thủ của Hamas có thể tấn công bất cứ nơi nào. Ám sát thủ lĩnh Hamas sẽ khiến cho các cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn, mọi thứ sẽ trở nên bạo lực và tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đáng chú ý, lãnh tụ tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei vừa tuyên bố Tehran có nhiệm vụ trả thù cho thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người đã bị đoạt mạng ngay trên lãnh thổ Iran. Cả Hamas và Iran đều đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công, mặc dù Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng Israel đã tự tạo ra hình phạt nghiêm khắc cho chính mình. Tân tổng thống của nước này, ông Masoud Pezeshkian, gọi ông Haniyeh là một người bạn đồng hành đáng tự hào trên con đường chống lại Israel. Ông chia sẻ rằng, hôm qua, tôi đã tôn vinh những thành công của ông ấy và hôm nay tôi đã phải gánh trên vai nỗi đau mất mát này. Giữa lúc Tehran đang cân nhắc phạm vi và quy mô của các kế hoạch trả thù cho thủ lĩnh Hamas cũng như giữ thể diện cho chính Iran, một nhà phân tích tại Tehran cho rằng Iran có 3 lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công. Newsweek dẫn lời nhà phân tích Amir Hossein Vazirian cho biết rằng kịch bản đầu tiên sẽ là một hoạt động trực tiếp tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn, tương tự chiến dịch True Promise từng được Iran tiến hành chống lại Israel hồi tháng 4 nhằm đáp trả vụ tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria bị tấn công, khiến các quan chức quân sự Iran thiệt mạng. Kịch bản thứ hai được nhà phân tích Vazirian xác định đó là hoạt động gián tiếp. Theo đó, lực lượng Tehran có thể sử dụng các lực lượng ủy nhiệm, đặc biệt là Hezbollah và Houthi, các nhóm đồng minh của Iran, thường xuyên tham gia vào các cuộc tấn công Israel trong suốt cuộc chiến ở Gaza. Kịch bản thứ ba là chiến dịch hỗn hợp, bao gồm các cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel cũng như là các cuộc tấn công đồng thời của phe trục kháng chiến. Theo nhà phân tích và Zirian, Iran và các đồng minh của trục kháng chiến có thể tấn công các thành phố lớn nhất của Israel như là Tel Aviv và thậm chí là cả Haifa. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là phải thực hiện các cuộc tấn công có ý nghĩa tượng trưng và nhắm vào cảng của Israel có thể là một trong các ưu tiên trong bối cảnh hiện tại. Cuối cùng, ông lập luận rằng mức độ phản ứng của Iran sẽ phần lớn phụ thuộc vào phương pháp mà Israel đã sử dụng trong vụ đoạt mạng thủ lĩnh Haniyeh. Nếu vụ tấn công được thực hiện từ xa bằng thiết bị như là máy bay không người lái, Iran có thể sẽ chọn phương án đáp trả gián tiếp. Ngược lại, nếu cuộc tấn công diễn ra từ bên trong lãnh thổ Iran, như các báo cáo ban đầu cho thấy, Iran có thể sẽ tiến hành tấn công trực tiếp vào Israel. Tuy nhiên, ông tin rằng không bên nào trực tiếp muốn tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực. Đánh giá tình hình hiện tại, vị chuyên gia nhận định, tôi không nghĩ rằng Tehran sẽ mở một cuộc chiến toàn diện chống lại Tel Aviv và Israel sẽ không đơn phương tiến hành một cuộc chiến toàn diện chống lại Iran. Trên thực tế, Trung Đông hiện giống như là một ván cờ mà trong đó cả Iran và Israel đều đang cố gắng điều khiển cái nước đi của họ để duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực cũng như trong cuộc xung đột hiện tại. Hàng loạt quốc gia đã lên án vụ ám sát. Sự việc này được xem là một đòn giáng mạnh vào nhóm chiến binh Palestine và diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Nhiều chuyên gia nhận định vụ ám sát sẽ tác động mạnh mẽ tới cục diện khu vực vốn diễn biến vô cùng khó lường hiện nay. Ông Matteo Levitt, chuyên gia cấp cao tại Viện Chính sách Cận Đông, trụ sở tại Washington cho biết cái chết của ông Ismail Haniyeh đã gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng người Israel đang nỗ lực chứng minh sẽ không còn nơi nào an toàn cho giới lãnh đạo của các nhóm khủng bố có thể đi lại tự do, ngay cả ở những quốc gia cung cấp nơi ẩn náu cho họ. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas xảy ra chỉ một ngày sau khi Israel tuyên bố cuộc không kích của họ vào thủ đô Beirut, Liban đã tiêu diệt Fuad Sour, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, người bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công bằng rocket khiến 12 trẻ em thiệt mạng ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
Iran đã dành nhiều năm đầu tư vào các nhóm ủy nhiệm được gọi là trục kháng chiến, một liên minh không chính thức chống Israel và phương Tây bằng cách cung cấp tài chính, vũ khí và huấn luyện như là một nỗ lực nhằm mở rộng ảnh hưởng trên toàn Trung Đông. Chuyên gia Levitt nói thêm rằng đây là một ngày rất tồi tệ cho lực lượng kháng chiến và liên minh của họ khi Israel gia tăng tấn công các lãnh đạo của lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn. CNN dẫn lời ông Firas Mehrzad cảnh báo rằng nhiều khả năng là một chiến dịch đáp trả lớn đang được dàn dựng trên toàn khu vực, thu hút nhiều lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn từ Iraq, Yemen, Liban và thậm chí có thể là cả Tehran sẽ vào cuộc để đáp trả trực tiếp Israel. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh cái chết liên tiếp của hai nhà lãnh đạo thuộc các nhóm được Iran hậu thuẫn là chưa từng có và có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột trên toàn khu vực. Trong khi đó, chuẩn tướng đang nghỉ hưu Israel Asaf Orion cũng cho rằng việc nhắm mục tiêu hai lãnh đạo của các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn chỉ trong 2 ngày cho thấy Israel có thể phải đối mặt với phản ứng rộng lớn bao gồm từ Iran và các nhóm dân quân khác trong trục kháng chiến. Nhận định về phản ứng của Hamas, ông Orion cho rằng bất kỳ hành động trả đũa nào của Hamas đối với vụ ám sát ông Haniyeh khó có khả năng xuất phát từ dải Gaza. Hamas sẽ gặp khó khăn nếu cố gắng làm điều đó, vì vậy họ có thể cố gắng phát động cuộc trả đũa mạnh mẽ ở bờ Tây hoặc là từ bờ Tây và Israel. Ông Orion hiện là nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Đại học Tel Aviv nói với CNN. Việc tấn công các mục tiêu ở nước ngoài của Israel cũng là một lựa chọn, có thể là từ Liban, Syria. Ngoài ra, cái chết của lãnh đạo chính trị Hamas cũng đe dọa đến nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo CNN, ông Ismail Haniyeh chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế của nhóm và là người đối thoại chính với các nhà trung gian Ai Cập và Qatar về thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza. Ông Gerson Baskin, người từng thay mặt Israel đàm phán thỏa thuận thả con tin, nói với CNN rằng các cuộc đàm phán đã bế tắc trước vụ ám sát ông Haniyeh và những diễn biến mới chỉ khiến tính mạng của những con tin vẫn bị giam giữ gặp nguy hiểm. Nhà phân tích chính trị và chính sách đối ngoại Barak Raviv của CNN đồng tình với quan điểm này. Ông Raviv cảnh báo vụ ám sát thủ lĩnh chính trị sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel. Nhật báo The Guardian của Anh đã dẫn lời ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, thủ tướng Qatar, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết vụ ám sát ông Haniyeh có thể đe dọa tiến trình đàm phán. Lãnh đạo Qatar viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng những vụ ám sát chính trị và việc tiếp tục tấn công dân thường ở Gaza trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn đã đặt ra câu hỏi làm sao nỗ lực hòa giải có thể thành công khi một bên lại ám sát nhà đàm phán của bên kia. Thủ tướng Al Thani nhấn mạnh hòa bình không thể đạt được nếu như các bên không nghiêm túc và cộng đồng quốc tế không đồng tâm chống lại các hành động dẫn đến cái chết hoặc là tổn hại cho dân thường. Cùng lúc đó, theo báo chí Trung Đông, vụ ám sát ông Haniyeh đang đẩy Mỹ vào thế khó, phải ngăn chặn xung đột lan rộng. Tuy nhiên, vụ việc cũng đã phơi bày những điểm yếu chết người của Iran, đối thủ lớn nhất của Mỹ và Israel. Iran và Hamas ngay lập tức đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát ông Haniyeh hôm 31 tháng 7. Ông Haniyeh có mặt tại Tehran để dự lễ tuyên thệ của tân tổng thống Masoud Pezeshkian. Cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Shour. Sau 9 tháng giao tranh tại Gaza, các quan chức chính quyền tổng thống Biden hiện đã quen với việc sắp xếp ngoại giao để hạ nhiệt và không làm cho tình hình leo thang. Ngoại trưởng Antony Blinken nhanh chóng khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ việc. Ông nói đây là điều chúng tôi không biết, không tham gia. Israel đã đẩy mạnh cuộc chiến tranh ngầm với Iran từ ngày 7 tháng 10 khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra. Nhiều nhà phân tích và nhà ngoại giao cho biết rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đang theo đuổi một cuộc chiến rộng lớn hơn. Mỹ đã bỏ qua vụ Israel tiêu diệt quan chức cấp cao của Hamas là Saleh al-Aruri ở Beirut vào tháng 1/2024. Washington cũng đã đứng ra hỗ trợ Israel bắn hạ hầu hết tên lửa và máy bay không người lái mà Iran phóng qua nhằm trả đũa vụ không kích ở Damascus. Tuy nhiên, những diễn biến vừa qua cho thấy Mỹ có thể gặp khó khăn hơn. Vụ ám sát một khách quý của Iran ngay tại thủ đô Tehran khiến lực lượng vệ binh cách mạng IRGC của nước này bị mất mặt, danh tiếng, uy tín và sức mạnh của IRGC bị đặt dấu chấm hỏi. Cuộc tấn công đi ngược một trong những mục tiêu của Mỹ là ngăn chặn cuộc chiến ở Gaza lan rộng. Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn với hy vọng chấm dứt chiến tranh và cho phép lập kế hoạch quản lý Gaza sau xung đột với nhiều quốc gia vùng vịnh. Bà Randa Slim, chuyên gia tại Middle East Institute ở Washington nói rằng
Tôi chắc chắn 100% rằng Mỹ đang tức giận với hành động của Israel. Đây không phải là điều giúp đạt được mục tiêu hòa bình thông qua đàm phán. Ông Haniyeh, lãnh đạo cánh chính trị của Hamas có văn phòng tại Qatar, được nhận xét là một nhân vật ôn hòa, cởi mở hơn so với thủ lĩnh Yahya Sinwar. Ngoài ra, ông Haniyeh còn là nhà đàm phán chính của Hamas với mục tiêu ngừng bắn ở Gaza và trao trả con tin. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết vụ giết người này làm suy yếu nỗ lực mạnh mẽ của Ai Cập và đối tác nhằm chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza. Trên thực tế, cuộc chiến của Israel ở Gaza đã trở thành loạt xung đột mà Mỹ muốn tránh. Phiến quân Houthi ở Yemen đã liên tục bắn vào tàu thuyền để thể hiện sự đoàn kết với Hamas tại dải Gaza. Houthi đang nhận được sự nhượng bộ từ Ả Rập Xê Út và không loại trừ khả năng nhận được sự viện trợ từ Nga. Ví dụ tên lửa hành trình, đây là viễn cảnh Mỹ và toàn bộ phương Tây không hề muốn. Trong khi đó, thế trận quân sự của Mỹ ở Trung Đông đang bị siết chặt. Chế độ quân chủ do Mỹ hậu thuẫn ở Jordan đang chịu áp lực từ phần lớn dân số có nguồn gốc Palestine. Ở Syria và Iraq, Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng dân quân Shia do Iran hậu thuẫn đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc trục xuất quân đội Mỹ khỏi khu vực. Tại Liban nghèo đói, Hamas đang nhận được sự ủng hộ hơn bao giờ hết từ cộng đồng Hồi giáo Sunni. Iran cũng đang được Ả Rập Xê Út chào đón để trở lại trong chính sách ngoại giao khu vực. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng hành động của Israel thời gian vừa qua cho thấy thành quả của Iran mong manh hơn nhiều. Ông James Jeffrey, cựu đại sứ Mỹ, nói rằng vụ tấn công ông Haniyeh ở khía cạnh nào đó là chiến thắng của Washington, đã giúp quân đội Mỹ hiểu rõ hơn về mạng lưới phòng không của Iran cũng như là sức mạnh quân sự của các lá chắn bảo vệ. Trước đó, Tổng thống Ebrahim Raisi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng mà nguyên nhân sâu xa có thể là do các lệnh trừng phạt của Mỹ lên nước Cộng hòa Hồi giáo, nhất là ngành công nghiệp quốc phòng. Đại sứ Jeffrey nói thêm rằng Mỹ đang đạt được những chiến thắng lớn, mặc dù không muốn thừa nhận. Các quốc gia như Ba Lan, Trung Quốc hay Nga đều đang chú ý xem liệu có phải Israel tấn công vào Tehran bằng vũ khí Mỹ cung cấp hay không. Iran đang cho thấy sự yếu đuối, họ không thể bảo vệ khách quý của mình ngay tại thủ đô Tehran. Cuộc không kích đã đánh bật Iran khỏi hình ảnh siêu cường. Một số ý kiến nhận định rằng rủi ro sau cuộc tấn công này là Iran cảm thấy ranh giới đỏ của mình không được tôn trọng. Điều đó có nghĩa là cuộc trả đũa sẽ khắc nghiệt hơn vụ việc tháng 4, 2024. Ngoài ra, Iran có thể tăng tốc chương trình hạt nhân. Trọng tâm trước mắt của chính quyền Mỹ là hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn cuộc chiến tranh toàn diện có thể kéo Mỹ trực tiếp xung đột với Iran. Bà Randa Slim nói tiếp, vụ ám sát ông Haniyeh đã giáng một đòn nặng vào nỗ lực tìm kiếm ngừng bắn của Mỹ, một trong những yêu cầu của Hamas là đảm bảo Israel ngưng tấn công Gaza sau khi các con tin được thả. Nếu Mỹ không liên quan đến vụ việc, có thể thấy Israel đã thực hiện một cách bất chấp. Điều này cũng ảnh hưởng tới vị thế của Mỹ là cường quốc số 1, có thể tác động tới Israel và điều phối các vấn đề hòa bình. Một số chuyên gia khác cho rằng sau khi ông Haniyeh mất, có thể đàm phán không bị ảnh hưởng nhiều do các quyết định của Hamas đều nằm trong tay lãnh đạo Sinwar. Times of Israel đã đưa tin cơ quan an ninh Sinbad của nước này được cho là đã đưa ra các chỉ thị an ninh mới cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng trong chính phủ để đối phó trước phản ứng sắp tới của Iran. Như đã đề cập, New York Times, lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh đáp trả trực tiếp đối với vụ ám sát chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr và thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Hai thủ lĩnh này đã bị thủ tiêu vào tối ngày 30 và sáng sớm 31 tháng 7. Các quan chức quốc phòng Israel hiện đang chuẩn bị cho cuộc trả đũa của Iran đối với các vụ ám sát này trong vòng vài ngày tới. Theo báo cáo của kênh 12, chính quyền đã chỉ đạo cho ông Netanyahu và các bộ trưởng khác chỉ tham gia vào các sự kiện lớn được bảo vệ chặt chẽ, đề phòng trường hợp bị tấn công. Giám đốc Sinbad Ronan Bar cũng đã chỉ thị rằng tất cả các kế hoạch công du của ông Netanyahu và các bộ trưởng cần phải được sự chấp thuận trực tiếp của ông Bar trước khi chính thức được thông qua. Các đại sứ và đại diện Israel ở nước ngoài cũng đã được yêu cầu tránh đám đông trong bối cảnh lo ngại rằng Iran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào người Israel ở nước ngoài. Iran trước đây thường đáp trả Israel thông qua lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Tuy nhiên, vào tháng 4, 2024, lần đầu tiên Tehran đáp trả trực tiếp bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel. Theo báo cáo của kênh 12, các quan chức an ninh cấp cao Israel đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình huống vào hôm 31 tháng 7, chuẩn bị khởi động hệ thống phòng không phối hợp với các đồng minh và Mỹ để ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran trong tương lai. Quay trở lại cùng với tình hình an ninh đáng chú ý tại khu vực châu Âu. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần vừa qua đã cảnh báo Mỹ rằng nếu Washington triển khai tên lửa tầm xa ở Đức, thì Nga sẽ đặt các tên lửa với khoảng cách tương tự để đối phó với phương Tây.
Trước đó, vào ngày 10 tháng 7, Mỹ cho biết nước này sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa đến Đức từ năm 2026 để chuẩn bị cho việc triển khai dài hạn các tên lửa bao gồm SM-6M, tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí siêu thanh. Trong bài phát biểu trước Hải quân Nga, Trung Quốc, Algeria và Ấn Độ đã đánh dấu ngày Hải quân Nga tại thành phố Saint Petersburg, ông Putin đã cảnh báo Mỹ rằng Washington có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tên lửa như thời chiến tranh lạnh với động thái này. Ông Putin nói, thời gian mà các tên lửa này bay đến mục tiêu trên lãnh thổ Nga sẽ là khoảng 10 phút. Trong tương lai, các tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp tương tự để đối phó với các hành động của Mỹ cũng như các đồng minh của nước này ở châu Âu. Nga đã gửi quân đội của mình vào Ukraine năm 2022, coi cuộc chiến này là một phần của cuộc đấu tranh lịch sử chống lại phương Tây. Trong khi đó, Ukraine thề sẽ đánh bại Nga. Nước hiện đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và 1/4 khu vực ở miền đông Ukraine. Nga nói rằng các vùng đất này từng là một phần của đế chế Nga, giờ đây lại là một phần của Nga và sẽ không bao giờ được trả lại. Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ nói rằng quan hệ ngoại giao của hai nước đã tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông Putin nói rằng Mỹ đang gây căng thẳng và đã chuyển các hệ thống tên lửa Typhoon sang Đan Mạch và Philippines. Ông so sánh kế hoạch của Mỹ tương tự với quyết định của NATO vào năm 1979 về việc triển khai các bệ phóng Pershing-2 ở Tây Âu. Và lúc đó, ban lãnh đạo Liên Xô bao gồm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Yuri Andropov đã lo ngại rằng việc triển khai Pershing 2 là một phần trong kế hoạch phức tạp do Mỹ lãnh đạo nhằm gây ảnh hưởng đến sự lãnh đạo chính trị và quân sự của Liên Xô. Ông Putin khẳng định tình huống này gợi nhớ đến các sự kiện của chiến tranh lạnh khi Mỹ triển khai tên lửa Pershing tầm trung ở châu Âu. Pershing 2 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân đã được triển khai đến Tây Đức vào năm 1983. Năm 1983, Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô KGB đã giải thích rằng một loạt các động thái của Mỹ bao gồm việc triển khai Pershing 2 cũng như các cuộc tập trận lớn của NATO là những dấu hiệu cho thấy phương Tây sắp phát động cuộc tấn công phủ đầu vào Liên Xô. Ông Putin lập lại cảnh báo trước đó rằng Nga có thể tiếp tục sản xuất các tên lửa có khả năng hạt nhân tầm trung và tầm ngắn hơn, sau đó chọn nơi để đặt các tên lửa này sau khi Mỹ mang các tên lửa tương tự đến châu Âu và châu Á. Trong khi đó, ngay tại tiền tuyến Ukraine, trang tin quân sự của Kiev Militany cũng đã cho biết rằng Nga hiện đã bắt đầu sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng tự hành tầm xa Bun-C-4 của Triều Tiên để nhắm vào lực lượng phòng thủ của Ukraine, có thể tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn ở khoảng cách hơn 10 km. Có rất ít thông tin chính xác về đặc điểm vũ khí này của Triều Tiên, nhưng được biết bệ phóng Pulse-4 gồm một bàn xoay với 8 thùng chứa tên lửa được gắn trên khung ngầm của xe bọc thép M2010 của Triều Tiên, cấu hình bánh xe là 6x6. Tên lửa dẫn đường này có chế độ tấn công ổn định và có thể nhắm vào đỉnh của xe bọc thép, nơi có lớp giáp mỏng nhất. Tên lửa được điều hướng bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm quang điện kết hợp với lệnh từ chỉ huy thông qua cáp quang. Điều này cho phép người vận hành có thể điều khiển tên lửa theo cách thủ công thông qua video. Trong suốt đợt phóng, người điều khiển có thể nhìn thấy tất cả các đặc điểm địa hình, vật thể và điều hướng xung quanh các chướng ngại vật để bắn trúng các mục tiêu ngoài tầm nhìn. Khả năng này cũng đảm bảo độ chính xác cao ở phạm vi tối đa trong lần bắn đầu tiên. Trước đó, vào tháng 6 năm nay, Triều Tiên được cho là đã gửi các container có thể chứa gần 5 triệu quả đạn pháo cho Nga. Thưa quý vị, một sự kiện liên quan đến xung đột Đông Âu nhưng diễn ra bên ngoài lãnh thổ Ukraine vừa qua cũng đã thu hút sự chú ý. Một bức ảnh chụp nhóm phiến quân Tuareg ở quốc gia Tây Phi, Mali, cầm lá cờ Ukraine được chia sẻ rộng rãi trong tuần vừa qua. Và theo tờ Kiev Post, bức ảnh này dường như cho thấy sự ủng hộ của người Tuareg đối với Ukraine sau khi nhóm này đã truy lùng lực lượng lính đánh thuê Wagner lừng lẫy một thời của Nga trên khắp lục địa châu Phi. Thời gian vừa qua, phiến quân Tuareg đã đụng độ với quân đội Mali và các đồng minh Nga của họ. Vào thứ Bảy 27 tháng 7, các phiến quân Tuareg từ phong trào được gọi là Khuôn khổ Chiến lược Thường trực vì Hòa bình, An ninh và Phát triển CFP-PSD đã đăng ảnh và video khoe một đoàn xe của quân đoàn châu Phi bị phá hủy. Quân đoàn châu Phi là tên mới của công ty quân sự tư nhân Wagner, hiện nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng Nga và đang từng bước triển khai hoạt động tại năm quốc gia châu Phi. Các nguồn tin trong lực lượng quốc phòng và an ninh của Ukraine đã xác nhận tính xác thực của bức ảnh, khẳng định rằng Kiev hoàn toàn ủng hộ bất kỳ lực lượng nào ở các vùng khác nhau của châu Phi đang chiến đấu chống lại quân đoàn dưới trướng Nga. Cuộc giao tranh mới nhất diễn ra tại thị trấn
Tinzouatane gần biên giới Mali với Algeria vào thứ Năm 25 tháng 7 và thứ Sáu 26 tháng 7. Ít nhất 20 chiến binh Wagner đã thiệt mạng và những người còn lại bị bắt. Ngoài ra, một nhà tuyên truyền trong lực lượng lính đánh thuê người Nga và là một quản trị viên của kênh quân sự Grey John trên Telegram đã bị giết. Andriy Yusov, phát ngôn viên của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tuyên bố trên bản tin quốc gia 24/7 vào 29 tháng 7 rằng các phiến quân đã nhận được thông tin cần thiết giúp Ukraine thực hiện một chiến dịch quân sự thành công chống lại tội phạm chiến tranh Nga. Cơ quan tình báo quốc phòng sẽ không thảo luận về các chi tiết tại thời điểm này, nhưng sẽ có thêm thông tin. Newsweek đưa tin Wagner vừa qua đã kêu gọi Bộ Quốc phòng Nga hỗ trợ sau khi nhóm này hứng chịu tổn thất nặng nề với ít nhất 80 lính đánh thuê và quân nhân chính phủ Mali thiệt mạng trong cuộc phục kích của phiến quân Tuareg. Ukraine đã lên tiếng xác nhận có liên quan đến vụ việc này. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các thành viên của lực lượng Wagner và quân đội Mali bị sát hại ở vùng ngoại ô của làng Tizawantan. Gần biên giới Mali với Algeria, hơn 10 người cũng đã bị bắt cóc. Trong một tuyên bố, phong trào nổi dậy CFP-PSD đối lập với chính phủ Mali cho biết họ đã đánh tan đoàn quân của lực lượng vũ trang Mali và lính đánh thuê Nga. Kênh Telegram liên kết với Wagner là Volkhov-Kotanok đưa tin. Cuộc phục kích xảy ra sau một trận chiến khốc liệt với các tay súng Tuareg và thành viên của nhóm thánh chiến Janim. Theo báo cáo, Wagner ban đầu đẩy lùi đối thủ, nhưng cơn bão cát đã cho phép các tay súng Tuareg tập hợp lại lực lượng và gia tăng các cuộc tấn công bằng vũ khí nặng, máy bay không người lái và thiết bị nổ tự chế. Sau cuộc phục kích, một nhóm chỉ huy Wagner thông báo với 208.000 người đang theo dõi trên Telegram rằng ông đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp tới Moscow để yêu cầu hỗ trợ. Với các thông tin tôi có, hơn 80 người đã thiệt mạng và hơn 15 người khác bị giam giữ trong cuộc chiến đó. Bài đăng dưới tên Rusik cho biết, lưu ý thêm rằng điều này gây lo ngại trực tiếp đến các đồng nghiệp và quân nhân Nga, những người đại diện cho lợi ích của đất nước chúng ta. Theo báo cáo, Nikita Fedanin, quản trị viên của kênh Telegram quân sự nổi tiếng Grey Zone đã thiệt mạng và một trực thăng Mi-24 của Wagner bị bắn hạ trong cuộc phục kích. Rusik cho biết ông đã liên hệ với các lực lượng đặc nhiệm của Nga và quân đoàn châu Phi được thành lập để quản lý và điều phối các hoạt động của lính đánh thuê Nga dưới sự kiểm soát của Điện Kremlin sau cái chết của nhà sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin. Tôi chỉ đơn thuần yêu cầu sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng và Chính phủ, ông nói và cho biết sẵn sàng thuê một máy bay để đến Mali nhằm hỗ trợ đồng đội. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu phản hồi. Ông Alijinka Ayala, chuyên gia về khu vực Tây Phi và hiện là giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Leeds Beckett ở Anh, nhận xét cuộc phục kích này là rất nghiêm trọng và cho thấy khả năng gia tăng của các tay súng Tuareg. Theo vị này, có những báo cáo chưa được xác minh rằng các tay súng Tuareg hiện được quân đội Pháp hỗ trợ và đang xây dựng liên minh với các lực lượng liên quan đến Al-Qaeda. Ông Azala dự đoán, trong vài ngày tới, chính phủ Mali sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn để trả đũa, có thể dẫn đến thương vong lớn cho dân thường. Theo Newsweek, bên cạnh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga-Ukraine, Wagner còn đóng vai trò chiến lược trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Kremlin tại châu Phi. Nhóm này được cho là bảo vệ các chính phủ khỏi mối đe dọa đảo chính để đổi lấy quyền khai thác tài nguyên. Kênh Telegram độc lập Serena cho biết rằng Wagner đã hiện diện tại Mali từ năm 2021 khi quân đội nước này lên nắm quyền. Nhóm lính đánh thuê Wagner đã giúp cho chính quyền quân sự duy trì quyền lực, mặc dù các nhà chức trách Mali tuyên bố họ chỉ đóng vai trò là huấn luyện viên cho quân đội. Kênh này cũng cho biết cuộc phục kích vào cuối tuần vừa qua đã gây ra số lượng thương vong lớn nhất cho Wagner kể từ năm 2018 khi không quân Mỹ tấn công nhóm này ở Syria. Đáp trả việc này, lực lượng quân sự Mali được cho là đã tiến hành cuộc không kích lớn nhắm vào một căn cứ quân sự nơi lực lượng vũ trang Ukraine đang đồn trú. Theo các nguồn thạo tin, cuộc tấn công này là để trả đũa cho cuộc phục kích gần đây dẫn đến thương vong của các nhóm lính đánh thuê Wagner. Theo nguồn tin, đây còn là cơ sở đóng quân của các chiến binh Wahhabi, phiến quân Tuareg và cuộc không kích đã phá hủy hoàn toàn căn cứ này. Có thông tin cho rằng hơn 40 người đã thiệt mạng trong hoạt động này. Cuộc không kích được thực hiện bởi máy bay không người lái tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên là Bayraktar TB2. Trước đó, hàng chục binh sĩ thuộc nhóm Wagner đã bị thương trong một cuộc phục kích, làm dấy lên những kêu gọi phản ứng quyết liệt. Theo số liệu được tiết lộ, sau vụ tấn công đó, 82 thành viên của Wagner đã thiệt mạng, bao gồm cả chỉ huy của đội tấn công số 13 Sergei Shevchenko với biệt danh Pawn. Sự kiện này đã trở thành chất xúc tác cho hoạt động trả đũa.
Tuy nhiên, một số thành viên khác của Wagner cũng đã bị phiến quân bắt giữ. Do đó, các chuyên gia tin rằng các binh sĩ của công ty quân sự tư nhân Nga có thể sẽ bị loại bỏ sau đó. Trong một diễn biến bất ngờ tiếp tục diễn ra bên ngoài lãnh thổ Ukraine, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga tại Syria. Theo Kiev Post, hoạt động này được thực hiện vào ngày 25 tháng 7, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Điện Kremlin. Mục tiêu của cuộc tấn công là căn cứ không quân Kuwaitis nằm ở phía đông Aleppo. Theo các nguồn tin, cuộc tấn công nhằm vào một tổ hợp tác chiến điện tử EW và các cơ sở quân sự khác tại sân bay. Video do các nguồn tin cung cấp cho thấy khoảnh khắc va chạm với máy bay không người lái, tấn công thiết bị và cấu trúc tại căn cứ. Hoạt động được thực hiện bởi đội chính xác, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự của Nga trong khu vực. Các nguồn tin cũng lưu ý rằng hoạt động này được lực lượng đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cẩn thận. Điều này khẳng định trình độ huấn luyện và phối hợp cao của quân đội Kiev. Được biết, cuộc tấn công đã phá hủy một máy bay ném bom tiền tuyến Sea-Orch-24M của không quân Syria. Trở lại với cuộc đua tranh cử vào Nhà Trắng gây cấn của năm 2024. Nhóm chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris vừa qua đã nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump sợ khi phải đối mặt với ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sau khi ông Trump phát biểu vào hôm 29 tháng 7 rằng ông có thể sẽ không tranh luận với bà Harris. Ông Trump từ chối việc cam kết tham gia vào cuộc tranh luận kể từ khi bà Harris bước vào cuộc đua tổng thống vào năm 2024. Trước đó, cựu tổng thống đã đồng ý đối mặt với tổng thống Joe Biden, người đã từ bỏ cuộc đua trong cuộc tranh luận do ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9 sắp tới. Người dẫn chương trình Fox News Laura Ingraham đã kêu gọi ông Trump chấp nhận tranh luận với bà Harris trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối 29 tháng 7. Cựu tổng thống nói với người dẫn chương trình rằng ông ấy có thể sẽ tranh luận, nhưng cũng có thể sẽ không tham gia. Người phát ngôn cho nhóm chiến dịch của bà Harris, Alma Musa, đã chất vấn trên mạng xã hội X rằng tại sao ông Donald Trump lại không đưa ra câu trả lời thẳng thắn về việc tranh luận với Phó Tổng thống Harris? Rõ ràng câu trả lời né tránh tối nay cho thấy ông ấy sợ rằng mình sẽ phải bênh vực cho những biểu hiện thiếu tôn trọng phụ nữ từ phó tướng của mình. Ông Marshall đề cập đến cuộc tranh cãi xung quanh phó tướng của ông Trump, thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance. Ông Massa cũng nói thêm rằng bà Harris sẽ sẵn sàng ở trên sân khấu tranh luận vào ngày 10 tháng 9 và ông Trump có thể xuất hiện hoặc không. Người dẫn chương trình Ingraham cũng đã yêu cầu cựu tổng thống cam kết tranh luận với phó tổng thống, nói thêm rằng đảng Dân Chủ đang khẳng định ông đang sợ tranh luận với bà Harris. Trong khi đó, ông Trump khẳng định rằng tôi muốn tranh luận, nhưng mọi người đều biết tôi là ai và biết bà ấy là ai. Ông Trump cũng cho rằng cuộc tranh luận nên diễn ra trước khi bắt đầu bỏ phiếu vào mùa thu. Một số tiểu bang được lên kế hoạch bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử năm tháng 11. Ông Trump vừa qua đã chi đậm 10 triệu đô la Mỹ cho các chiến dịch quảng cáo của mình trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến của bà Kamala Harris, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Cụ thể, theo Reuters, số tiền này được ông Trump chi cho chiến dịch quảng cáo bản thân trên truyền hình tại các bang chiến lược. Đây được xem là động thái tất tay ngăn đà đi lên của đối thủ bên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Dữ liệu của công ty chuyên phân tích dữ liệu quảng cáo Ad Impact cũng đã cho thấy các đoàn quảng cáo sẽ được chiếu từ ngày 30 tháng 7 đến 12 tháng 8 tại các bang chiến địa Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona và Nevada, những nơi được cho là định đoạt kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng. Với con số 10 triệu đô la, đây là lần chi tiền mạnh tay nhất của ông Trump kể từ tháng 1 2024, thời điểm ông vẫn đang cạnh tranh với các đối thủ khác trong đảng Cộng Hòa để nhận đề cử. Đây cũng là chiến dịch tranh cử qua quảng cáo lớn đầu tiên của ông Trump từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui và Phó Tổng thống Kamala Harris được xem là ứng viên thay thế chưa chính thức. Sau nhiều tháng tập trung công kích vào yếu tố tuổi tác của Tổng thống Biden, giờ đây các chiến dịch của ông Trump phải nhanh chóng thay đổi. Ngày 29 tháng 7, trên nền tảng Truth Social, ông Trump đăng tải đoạn quảng cáo có chứa chính những từ ngữ mà bà Harris sử dụng trong các cuộc phỏng vấn, sự kiện chiến dịch và các buổi tranh luận trước đây nhằm mô tả bà là một người theo chủ nghĩa tự do cực đoan. Đáp trả động thái này, bà Harris cáo buộc chiến dịch của ông Trump đã truyền tải các thông tin sai sự thật về hồ sơ của bà. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng tập trung nhắm thẳng vào các điểm yếu của ông Trump, bao gồm bản án cáo buộc chi tiền bịt miệng tại phiên tòa xét xử ở New York cùng với các cáo buộc hình sự khác. Ngoài ra, bà Harris còn mô tả đối thủ là người gây ra làn sóng phản đối các biện pháp phá thai ở các bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo. Ngày 28 tháng 7, bà Harris thông báo đã huy động được con số kỷ lục 200 triệu đô la Mỹ cho quỹ vận động tranh cử chỉ sau một tuần khởi động chiến dịch.
Trong khi đó, về phần bà Kamala Harris, danh sách các ứng viên tranh cử cùng bà đã dần thu hẹp sau khi thống đốc bang North Carolina Roy Cooper và thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer quyết định không tham gia. Việc hai ứng viên liên danh tranh cử với bà Harris lúc lui đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng viên đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua Tổng thống 2024. Dư luận đang ngày càng quan tâm hơn đến việc bà Kamala Harris sẽ chọn ai là người đồng hành và trở thành Phó Tổng thống Mỹ trong tương lai nếu bà chiến thắng. Theo Reuters, người được lựa chọn để trở thành phó tướng của bà Harris trong tương lai sẽ có vai trò đáng kể trong việc thu hút sự ủng hộ của các cử tri. Cũng theo hãng tin, bà Harris cân nhắc các ứng viên cho vị trí phó tổng thống chủ yếu là nam giới, da trắng. Tuy nhiên, thống đốc Roy Cooper của Bắc Carolina hôm 29 tháng 7 đã rút tên mình khỏi danh sách ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng của Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo hãng tin AP, ông Cooper đã đưa ra quyết định trên vì lo ngại phó thống đốc bang Bắc Carolina thuộc đảng Cộng Hòa sẽ nắm quyền kiểm soát khi ông đi công tác ngoài tiểu bang nếu được chọn. Cũng trong ngày 29 tháng 7, bà Gretchen Whitmer, thống đốc bang Michigan, phát biểu trên một bản tin truyền hình của đài CBS, cho biết bà cũng sẽ không tham gia vào quy trình tuyển chọn cho vị trí ứng viên phó tổng thống của bà Harris. Bà Whitmer tuyên bố, tôi đã thông báo đến mọi người, bao gồm cả người dân Michigan, rằng tôi sẽ tiếp tục giữ vị trí thống đốc bang cho đến hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2026. Trong cập nhật mới nhất, hãng tin Reuters trích dẫn hai nguồn thạo tin cho biết bà Harris đã tạm dừng chiến dịch tranh cử dự kiến diễn ra vào cuối tuần này và lên kế hoạch cho cuộc trò chuyện riêng với một số ứng cử viên, trong đó có thống đốc bang Pennsylvania, George Shapiro. Ngoài ra, bà Harris cũng đang cân nhắc một số nhân vật khác làm phó tướng cho mình, bao gồm thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, thượng nghị sĩ Matt Kelly của bang Arizona, thống đốc bang Minnesota Tim Walz và bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg. Các ứng viên này đã bắt đầu xuất hiện trên các chương trình truyền hình nhằm thu hút sự ủng hộ và hứa hẹn về những giá trị mà họ sẽ mang lại cho chiến dịch tranh cử. Thưa quý vị, có thể nói quyết định rút lui đột ngột của Tổng thống Joe Biden đã tác động lớn đến cuộc đua bầu cử và tạo ra nhiều thách thức mới. Đảng Dân Chủ đang lo lắng liệu các cử tri có sẵn sàng bầu một người phụ nữ da màu làm Tổng thống Mỹ hay không. Hơn nữa, trong vòng 3 năm rưỡi làm Phó Tổng thống, bà Harris vẫn chưa thể hiện mình là một chính trị gia có sức lôi cuốn. European Pravda đã nhận định, người mà bà Harris chọn làm phó tướng cùng bà tranh cử có thể mang vai trò quyết định, giúp đảm bảo sự ủng hộ của các cử tri nam giới da trắng. Theo European Pravda, nhóm cử tri mà Đảng Dân Chủ đang lo ngại nhất là những người da trắng, đặc biệt là nam giới, có quan điểm thiên về trung dung. Tờ báo nhận định bà Kamala Harris cần sự giúp đỡ của một phó tổng thống mà nhóm cử tri này tin tưởng. Mọi cử tri tổng thống đều tranh cử với phó tướng của họ, cả hai tên đều phải có trên lá phiếu. Mặc dù tổng thống là bộ mặt đại diện cho chiến dịch tranh cử, ứng cử viên phó tổng thống cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Ứng cử viên phó tổng thống có thể được ưa chuộng hơn ở một quận, tiểu bang hoặc là một nhóm nhân khẩu học nào đó so với ứng viên tổng thống chính. Do đó, việc lựa chọn phó tướng đúng đắn có thể thay đổi hoàn toàn cục diện cho cuộc bầu cử. Ông Oleg Bavliuk, một nhà báo của European Pravda, nói rằng tốt nhất là bà Harris nên tìm một người đàn ông da trắng làm đồng đội. Hiện tất cả những ứng cử viên hiện trong danh sách rút gọn cho vị trí phó tổng thống của đảng Dân Chủ đều phù hợp với mô tả này. Và gần như chắc chắn, ứng cử viên phó tổng thống sẽ từ một trong những tiểu bang chiến trường. Tuy nhiên, bà Harris phải sớm đưa ra quyết định, đảng Dân Chủ phải trình diện danh sách đề cử của họ chậm nhất vào ngày 7 tháng 8. Những ứng cử viên đang được cân nhắc cho vị trí phó tổng thống của đảng Dân Chủ là thống đốc Minnesota Tim Walz, thượng nghị sĩ Arizona Matt Kelly và thống đốc Pennsylvania George Shapiro. Ông Matt Kelly là thượng nghị sĩ 60 tuổi đến từ Arizona, cựu phi hành gia NASA và là phi công chiến đấu. Ông Kelly không chỉ có thể thu hút thêm phiếu bầu từ thời điểm then chốt mà còn từ đảng Cộng hòa Arizona, đồng thời trở thành nam châm thu hút cử tri từ phe ôn hòa của đảng Dân Chủ. Ứng cử viên thứ hai là thống đốc Pennsylvania George Shapiro, 51 tuổi. Giống như ông Kelly, thống đốc Shapiro là một đảng viên Dân Chủ ôn hòa. Ngoài ra, ông có tỷ lệ ủng hộ cao ở quê hương Pennsylvania, một trong những tiểu bang quan trọng chiếm tới 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào. Cuối cùng là thống đốc 60 tuổi Tim Walz, tiểu bang Minnesota của ông không nằm trong danh sách các tiểu bang chiến trường. Tuy nhiên, ông Walz có những thành tựu nổi bật từ việc bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ đến bữa ăn miễn phí cho trẻ em tại trường. Ứng cử viên phó tổng thống chính thức của đảng Dân Chủ không nhất thiết là một trong những người được nêu trên, nhưng nhiều khả năng phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ sẽ là một người đàn ông da trắng có quan điểm ôn hòa.
Giữa bầu không khí tranh cử sôi sục, nhà sử học Alan Lichtman, người từng dự đoán đúng hầu hết các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1984, đã có những dự đoán đầy bất ngờ cho cuộc bầu cử năm nay. Theo Fox News, ông Lichtman đã phát triển một công thức để đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và trong hầu hết các trường hợp, công thức mang tên chìa khóa Nhà Trắng này đều cho kết quả chuẩn xác. Chìa khóa Nhà Trắng của ông gồm 13 câu hỏi đúng hoặc sai mà ông tin rằng sẽ đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ về người sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào mùa thu này. Hai ứng viên đấu tay đôi sẽ nhận được câu hỏi, nếu họ đúng thì sẽ được trao chìa khóa và nếu như sai thì đối thủ của họ sẽ nhận được điểm. Nếu ứng viên của một đảng nhận được từ 6 chìa khóa trở lên, họ được dự đoán là người thắng cuộc. Các chìa khóa bao gồm sự ủy nhiệm của đảng, tranh cử, nhiệm kỳ tương đương, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối, thất bại hoặc là thành công quân sự ở nước ngoài, sức hút của người đương nhiệm, sức hút của người thách thức. Theo đó, ở đầu chu kỳ bầu cử, đảng Dân Chủ nghiễm nhiên được trao chìa khóa vị Tổng thống Biden thuộc đảng này đang đương nhiệm. Tuy nhiên, lá phiếu đã thay đổi nhiều kể từ đó. Theo dự đoán của ông Lichtman, đảng Dân Chủ với bà Kamala Harris là ứng cử viên Tổng thống tiềm năng, hiện nắm giữ 6 trong số 13 chìa khóa. Chúng bao gồm cuộc đấu sơ bộ, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, không có bê bối và người thách thức không có sức hút. Đảng Cộng Hòa nắm giữ 3 chìa khóa, gồm giành được đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, Tổng thống đương nhiệm không tìm cách tái tranh cử và đương kim Tổng thống thiếu sức hút. Vẫn còn 4 chìa khóa nữa chưa được trao. Các chìa khóa còn lại bao gồm yếu tố đảng thứ 3, điều mà ông Lichtman cho biết rằng là đáng chú ý vì ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. có vị trí trong cuộc đua. Các chìa khóa cũng vẫn chưa thể xác định là không có bất ổn xã hội cũng như thất bại quân sự nước ngoài và thành công quân sự nước ngoài. Theo công thức của ông Lichtman, nếu đảng Dân Chủ mất thêm 3 chìa khóa nữa thì họ sẽ được dự đoán là kẻ thua cuộc. Vừa qua, ông Trump cũng đã có một bài phát biểu thu hút sự chú ý của các thợ đào vàng Bitcoin tại Hội nghị Bitcoin, cuộc họp thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử tại thành phố Nashville vừa qua. Ông tuyên bố sẽ biến Mỹ thành một siêu cường Bitcoin nếu quay lại Nhà Trắng và nói rằng ông sẽ thành lập một hội đồng tư vấn nhằm lập ra một quy định minh bạch vì lợi ích của toàn bộ ngành. Ông Trump đã đưa ra một loạt các cam kết thân thiện với tiền điện tử trong các bài phát biểu tại hội nghị, bao gồm việc hứa sẽ sa thải Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler và tạo ra một kho dự trữ Bitcoin chiến lược của quốc gia. Ông nói, tôi đã đặt ra một kế hoạch của mình để đảm bảo rằng Mỹ sẽ là thủ đô tiền điện tử của hành tinh và là siêu cường Bitcoin của thế giới. Bitcoin là loại tiền điện tử được áp dụng rộng rãi đầu tiên trên thế giới, cho phép thực hiện các giao dịch ngang hàng an toàn và liền mạch trên Internet. Ông Trump cũng cảnh báo rằng các nhà đầu tư Bitcoin sẽ bị nghiền nát nếu Phó Tổng thống Kamala Harris được bầu làm Tổng thống. Tại hội nghị Bitcoin 2024, ông khẳng định đảng Dân Chủ muốn bóp nghẹt chúng ta khỏi công việc kinh doanh. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Chính phủ của ta sẽ không ngồi yên và xem các giao dịch và doanh nghiệp Bitcoin chạy trốn sang các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ khiến mọi giao dịch Bitcoin đều có thể thực hiện được bên trong nước Mỹ. Ông Trump cũng hứa sẽ ngay lập tức thành lập một hội đồng tư vấn tổng thống về Bitcoin và tiền điện tử, cung cấp quy định minh bạch về lĩnh vực tiền điện tử. Ông nói, tôi tự hào là tổng thống Mỹ đầu tiên phát biểu về một sự kiện Bitcoin ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nếu tiền điện tử đóng vai trò quyết định trong tương lai của chúng ta, tôi muốn nó được khai thác, đúc và sản xuất tại Mỹ. Ông nói, chúng ta sẽ có các quy định, nhưng từ bây giờ, các quy định này phải được viết ra bởi những người yêu thích và không ghét lĩnh vực này. Các quy định phải được lập ra bởi những người muốn mọi thứ trở nên thật rõ ràng và đơn giản, thẳng thắn và công bằng. Những người muốn thấy ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển mạnh, chứ không phải chìm xuống. Khi còn là tổng thống, ông Trump tuyên bố Bitcoin không phải tiền và khẳng định rằng đồng tiền ảo này rất dễ bay hơi. Nhưng bài phát biểu vào cuối tuần vừa qua cho thấy lập trường của ông về vấn đề này đã hoàn toàn thay đổi. Doanh nhân người Mỹ gốc Ấn Vivek Ramaswamy hiện đang là cố vấn chính của ông Trump về tiền điện tử. Ông Trump tuyên bố, nước Mỹ sẽ giàu có hơn, thế giới sẽ tốt đẹp hơn và sẽ có hàng tỷ và hàng tỷ người tham gia vào nền kinh tế tiền điện tử, lưu trữ tiền tiết kiệm của họ bằng Bitcoin. Những người nói rằng Bitcoin là mối đe dọa đối với đồng đô la là sai. Bitcoin không đe dọa đồng đô la. Hành vi của chính phủ Mỹ hiện tại mới đang thực sự đe dọa đồng đô la. Tiếp tục là một dự đoán về tác động kinh tế và thương mại liên quan đến việc ông Trump đắc cử. Trong cuộc khảo sát mới nhất của Bloomberg Markets, vàng sẽ là danh mục chứng kiến mức tăng giá bậc nhất nếu như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng năm nay.
Theo cuộc khảo sát, nhiều người cho rằng giá vàng sẽ tăng hơn là đồng đô la. Hơn 60% những người được khảo sát nói đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu nếu ứng cử viên Cộng hòa đảm nhận nhiệm kỳ tổng thống. Theo ước tính trước đây của Bloomberg, đồng đô la sẽ giảm hơn 10% trong khi giá vàng giao ngay tăng hơn 50% trong 4 năm cầm quyền của ông Trump. Nền tảng các giảm thuế, thuế quan và quy định của ông Trump tạo ra lạm phát trên phố Wall và thậm chí có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất một lần nữa. Việc Đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội vào tháng 11 cho phép ông Trump có nhiều thời gian hơn trong việc ban hành các chính sách kinh tế sâu rộng, có thể tiếp tục thúc đẩy kim loại quý này khi giá dao động gần mức cao nhất trong mọi thời đại. Theo Jorgeri Sigler, một nhà phân tích tại JP Morgan Chase, cũng đã cho biết vàng sẽ nằm ở vị trí tăng giá hàng đầu, căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ, đa dạng hóa ngân hàng dự trữ và rủi ro lạm phát đều đã thúc đẩy giá vàng thổi cao hơn. Những yếu tố này có thể tồn tại bất chấp kết quả bầu cử, nhưng có thể được phóng đại hơn nữa nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng. Lợi nhuận của vàng thỏi trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump một phần được thúc đẩy khi các nhà đầu tư chọn lựa trữ tiền bằng vàng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và lãi suất quỹ liên bang giảm xuống gần bằng không. Trong bất giác, vàng đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 8/2020 trong bối cảnh toàn cầu gián đoạn vì dịch bệnh. Phần cuối chương trình ngày hôm nay sẽ là các diễn biến an ninh đáng chú ý tại khu vực châu Á. Thưa quý vị, quân đội Triều Tiên vừa qua tuyên bố sẽ hủy diệt hoàn toàn kẻ thù theo lệnh của lãnh đạo Kim Jong-un trong trường hợp xảy ra chiến tranh trong dịp 71 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, các quan chức quân sự cấp cao bao gồm đại tá lục quân Ri Eun-ryong và trung tá hải quân Yu Kyong-song đã đưa ra thông điệp trên. Xuất phát từ lòng căm hận dâng trào đối với Mỹ và Hàn Quốc, tại cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Kim Jong-un nhân kỷ niệm 71 năm ký Hiệp định Đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Triều Tiên và Mỹ không thiết lập quan hệ ngoại giao và các cuộc đàm phán về giảm căng thẳng và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã bị đình trệ từ năm 2019. Truyền thông nhà nước Triều Tiên gần đây đưa tin nước này không mong đợi sẽ có sự thay đổi bất kể ai được bầu làm tổng thống tiếp theo của Mỹ. Các quan chức quân sự Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang cố tình kích động chiến tranh hạt nhân. Họ cam kết tăng cường khả năng chiến đấu để tiến hành một cuộc tấn công áp đảo bất cứ lúc nào và ngay lập tức tiêu diệt kẻ thù khi Tổng tư lệnh Kim Jong-un ra lệnh. Triều Tiên đã ký hiệp định đình chiến với Mỹ và Trung Quốc vào ngày 27 tháng 7, 1953, chấm dứt các hành động thù địch trong cuộc chiến kéo dài 3 năm. Các tướng lĩnh Mỹ đã ký hiệp định này thay mặt cho lực lượng Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Hàn Quốc. Triều Tiên gọi ngày 27 tháng 7 là ngày chiến thắng, trong khi Hàn Quốc không tổ chức các sự kiện lớn để kỷ niệm ngày này. Cuộc chiến kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước, nghĩa là về mặt kỹ thuật, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Một tin tức đáng chú ý liên quan đến tình hình lãnh đạo của Triều Tiên. Thưa quý vị, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 29 tháng 7 đưa tin, dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang được đào tạo để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã báo cáo về vấn đề này tại cuộc họp chung của Ủy ban tình báo quốc hội vào ngày 29 tháng 7. Theo báo cáo, con gái thứ hai của Chủ tịch Kim Jong-un, Kim Jo-e, 11 tuổi, dự kiến sẽ trở thành người kế vị của cha mình lãnh đạo Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc xác định Kim Jo-e đang được đào tạo để trở thành người kế nhiệm thông qua chức danh của Triều Tiên dành cho cô ấy, loại hoạt động tham gia và tần suất xuất hiện của cô ấy. Hai nghệ sĩ Lee Seung-won giải thích chức danh Hyang-do có nghĩa là soi sáng con đường phía trước trong cuộc đấu tranh cách mạng. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ người lãnh đạo hoặc là người kế nhiệm, cho thấy Kim Jong-un đang được xem xét cho vị trí kế thừa. Báo cáo cho biết, Triều Tiên hiện đang ám chỉ Kim Jong-un có khả năng là người kế nhiệm và đang tiến hành đào tạo. Nhận thức được phản ứng của công chúng đối với Kim Jong-un trẻ tuổi, họ đang điều chỉnh mức độ tuyên truyền, đồng thời hạn chế thông tin về những hoạt động này. Tuy nhiên, cơ quan nhấn mạnh có khả năng người kế nhiệm sẽ thay đổi. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết ông ấy nặng khoảng 140kg với chỉ số khối cơ thể BMI vào khoảng giữa 40, vượt xa tiêu chuẩn bình thường là 25. Người có chỉ số BMI trên 40 rơi vào nhóm người thừa cân và có nguy cơ cao mắc bệnh tim. Báo cáo cho biết thêm, ông Kim bắt đầu có các triệu chứng của bệnh cao huyết áp và tiểu đường vào đầu những năm 30 tuổi. Nếu tình trạng sức khỏe hiện tại chưa được cải thiện, ông ấy có thể mắc bệnh tim mạch. Cơ quan tình báo quốc gia cho biết, cân nặng của Kim Jong-un là 140kg, mức cao nhất từ trước đến nay. Chúng tôi tin rằng điều này có thể là do căng thẳng, hút thuốc và rượu. Theo cơ quan, Chủ tịch Triều Tiên đang tìm kiếm các loại thuốc khác ngoài những loại thuốc hiện có. Trong khi đó, theo thông tin từ Newsweek,
Hàn Quốc hiện đang thành lập một cơ quan quân sự mới để chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục bùng phát trên bán đảo. Nội các của Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 30 tháng 7 đã thông qua sắc lệnh Tổng thống để thiết lập Bộ Tư lệnh Chiến lược. Bộ sẽ được giao nhiệm vụ ngăn chặn hoặc đáp trả cuộc tấn công bằng hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên. Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đang xích mích trong một loạt các vấn đề, từ trao đổi khinh khí cầu và phát sóng loa phóng thanh đến các vụ thử tên lửa. Gần 18 năm sau khi Triều Tiên công bố vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính quốc gia này có khoảng 50 đầu đạn hạt nhân, tăng từ 30 đầu đạn vào năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cảnh báo tuần trước rằng Bình Nhưỡng có thể đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ chỉ huy này còn có chức năng tương tự như Bộ Tư lệnh Chiến lược của Mỹ, STRATCOM, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công chiến lược chống lại Mỹ và các đồng minh và duy trì kế hoạch tấn công cũng như là hoạt động trên toàn thế giới. Không giống như STRATCOM, đơn vị của Hàn Quốc sẽ không có chức năng chỉ huy kho vũ khí hạt nhân do nước này không sở hữu hạt nhân. Tuy nhiên, bộ chỉ huy này sẽ được phối hợp với các lực lượng hạt nhân của Mỹ, bên cạnh đó là giám sát máy bay không người lái, tên lửa, lực lượng đặc biệt và các hoạt động mạng. Theo tuyên bố hôm 30 tháng 7, Bộ sẽ hoàn thiện việc sắp xếp nhân sự và xây dựng các cơ sở mới. Đơn vị mới sẽ bắt đầu hoạt động ở phía nam Seoul vào cuối năm nay. Cùng lúc đó, Mỹ vừa qua đã tái khẳng định cam kết hạt nhân của mình để bảo vệ đồng minh an ninh Nhật Bản bằng cách tăng cường khả năng răn đe bất chấp các cảnh báo của Trung Quốc. Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng 2+2 về việc răn đe mở rộng lần đầu tiên tại Tokyo. Hai quốc gia đã tiến hành làm việc chung về vấn đề hạt nhân, chủ yếu thông qua đối thoại răn đe mở rộng, hay còn gọi là EDD, kể từ năm 2010. Cuộc đối thoại EDD đã được tổ chức căn cứ không quân Warren của Mỹ ở Wyoming vào tháng 6 để tăng cường khả năng răn đe mở rộng, được mô tả là cốt lõi của liên minh. Răn đe mở rộng là một cam kết ngăn chặn và ứng phó với các kịch bản hạt nhân và phi hạt nhân để bảo vệ các đồng minh và đối tác, còn được gọi là cung cấp chiếc ô hạt nhân. Mỹ và Nhật Bản đã lên kế hoạch biên soạn tài liệu chung đầu tiên về việc này trong năm nay, liệt kê cụ thể về những tình huống mà Tokyo phải đối mặt để Washington có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân của mình. Tờ báo nhà nước Trung Quốc Global Times tuyên bố Mỹ đã cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân ở Nhật Bản, nói rằng Tokyo có thể được coi là mục tiêu hạt nhân tiềm năng do liên minh với Washington. Trong cuộc họp ở Tokyo, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng từ Mỹ và Nhật Bản đã nhấn mạnh sự tiến bộ ổn định trong việc tăng cường phối hợp hạt nhân thông qua EDD và thảo luận sâu sắc về việc răn đe mở rộng. Về phía Trung Quốc, nước này vừa qua đã chỉ trích Mỹ và Nhật Bản cáo buộc hai nước này kích động phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định năng lực hạt nhân của Bắc Kinh chỉ duy trì ở mức tối thiểu. Theo đó, Bắc Kinh được cho là đang đáp trả lại cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản diễn ra tại Tokyo vào ngày 28 tháng 7 về chiến lược răn đe mở rộng. Tại cuộc họp, Mỹ đã khẳng định cam kết ủng hộ ô hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản trước các mối đe dọa hạt nhân và phi hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đang gia tăng năng lực hạt nhân, đe dọa an ninh toàn cầu. Vì vậy, mối quan hệ răn đe mở rộng giữa Mỹ và Nhật Bản trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ và Nhật Bản gia tăng răn đe hạt nhân là tàn dư của chiến tranh lạnh và chỉ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực, đồng thời làm tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc không đe dọa bất kỳ quốc gia nào và các hoạt động quốc phòng của nước này là hợp lý và chính đáng. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ đất nước. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Austin cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ nước này. Ngoài ra, Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ từ bỏ chiến lược răn đe mở rộng đối với các đồng minh phi hạt nhân tại phiên họp của Ủy ban trù bị Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Geneva. Trung Quốc cho rằng việc củng cố ô hạt nhân của Mỹ chỉ làm gia tăng căng thẳng và kích thích cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới trong tuần. Quang Huy xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.